Xong cái kêu em mày xin chung thôi mày cứ giùm tao. Cũng là ok tao gửi cho. Về cái em chặn đường xe đạp vào lại. Em quăng số điện thoại của em, quăng nhỏ xe về nhắn tin cho tôi nha. Thế là về cái hai đứa nhắn lại. Thế là bạn kia cái thời gian đó em buồn quá, em mới hẹn ảnh đi uống cà phê xong rồi đi dạo. Xong rồi em cảm thấy mệt mỏi, em ôm ảnh xong ảnh đơ rồi em cũng đơ. Ảnh đơ lạ gì đó. 500 kV tao đơ. Hỏi thiệt nghe sống thử vui không? Em không là vui nữa. Cái này có vấn đề. Có vấn đề gì kìa. Em sao từ trong bước ra nghe khán giả hú reo hò lên như vậy, hai em có cảm thấy hết lo sợ chưa, hết run chưa? Dạ chưa. Chưa nữa hả? Giờ phải làm sao đây ta? Chứ anh phải múa lửa quá hả? Không, cho một tràng pháo tay nữa để cho cô dâu bớt run rồi. Rồi sao? Thoải mái chưa? Dạ. Rồi giới thiệu về mình. Em tên là Phạm Cát Tường, 27 tuổi. Em làm kế toán. Còn em? Em là Nguyễn Quân Bảo, em cũng 27 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh. Mà hai bạn này 27 tuổi mà trẻ quá hả? Trẻ quá, anh 28 tuổi nè. Cái này em không tin. Nhớ nha. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là cách đây bao nhiêu năm? Dạ, 9 năm. Rồi, cái chuyện tình cảm của các em, cái cơ duyên gặp nhau như thế nào? Kể cho anh nghe đi. 9 năm trước thì tụi em quen biết nhau khi lên Sài Gòn ôn thi học. Xong rồi ấn tượng đầu tiên của em với vợ em là nhỏ xíu mà cứ im im đi học rồi đi về, không có gì đặc biệt. Lúc đó thì có anh bạn cùng phòng em ở cái xá thì thích vợ em. Xong cái kêu em, mày xin số điện thoại mày cứu giùm tao. Trời ơi. Cứu giùm. Cũng là ok, tao cứu cho. Về cái em chặn đường xe đạp vợ lại. Em quăng số điện thoại của em, quăng nhỏ xe về nhắn tin cho tôi nha. Thế là về cái hai đứa nhớ ăn lại. Nghĩa là bạn kia quá lạm. À là nói bằng điện thoại á. Dạ, là em tưởng là không phải chỉ là nhắn tin thôi chứ không phải là cái gọi. À nhắn tin thì em tưởng là bạn kia nhắn, dạ, không nghĩ rồi. Là bạn này. Dạ, nhưng mà rồi. Lúc đó là em thích là thích bạn kia hay bạn đúng này? Rồi, thích bạn kia hơn. Tại bạn kia thư sinh hơn, hiền hơn. Ủa bạn này lúc đó không thư sinh mà là? Dạ không, nhìn quậy lắm, rất là lanh chanh, nhiều chuyện. Rồi bao lâu thì em mới phát hiện rằng em nhắn tin là không phải anh kia mà là anh này? Tháng á, em mới biết. Rồi cuối cùng em bằng cách nào để mà em cướp được cô này trên tay của bạn kia? Tại ngay từ đầu á thì không biết vô tình hay cố ý, em lấy giết số em chứ không giết số bạn em. Nên đó sau này có cảm tình rồi thì xin lỗi bạn kia thôi. Bây giờ hai bạn còn quen nhau không? Em với cái bạn trai dạ kia còn kia. Nhưng mà nói chung là không có thân như ngày xưa. Hết thân rồi phải không? Dạ. Dễ thân sao được. Thân sao được. Cướp người trên vàng mướp. Rồi sau đó cái chuyện tình cảm của hai em phát triển ra sao? Tụi bây giờ được 3 năm chia tay thì cũng chắc cái 80 lần á. Trời ơi, 9 năm mà chia tay 80 lần rồi, trung bình là năm là 10 lần á hả? Trung bình đúng không? Không chắc ngày cũng cỡ 10 lần. Nhiều lắm luôn. Nhưng mà cái cuộc chia tay nào mà dài nhất mà ấn tượng nhất? Khi quen nhau được 3 năm, chia tay khoảng 2 năm. Cái đợt đó sao chia tay? Thì em sinh viên mà em đi làm thêm á, không có thời gian này nọ để đưa vợ em đi chơi, dồn luôn về cái bị ức chế sao á. Suốt ngày đi làm mà em gọi lại không bắt máy, rồi vậy em ghét, không muốn quen nữa. Nhưng mà lý do gì sao mà hai đứa lại quay lại? Thì trong khoảng thời gian hai tụi em chia tay 2 năm á, thì tụi em vẫn còn nhắn tin qua lại. Cái thời gian đó em buồn quá, em mới hẹn ảnh đi uống cà phê, xong rồi đi dạo. Xong rồi em cảm thấy mệt mỏi, em ôm ảnh, xong ảnh đơ rồi, em cũng đơ luôn. Ổng đơn lạ. Điện 500 kV. Trời ơi, đơn. Rồi xong rồi. Vậy từ lúc đó tụi em bắt đầu dần. Quay lại. Dạ quay đúng lại. Rồi. Rồi, trong cái khoảng thời gian mà tụi em quen nhau như vậy thì là nhà ai ở nhà nấy hay là? Dạ đúng. Dạ, đúng có rồi. Thường xuyên qua lại và ở chung nhà không? Dạ không. Dạ không. Thì hai đứa vẫn đi học, vẫn đi làm. Thì có thời gian rảnh hai đứa lâu gặp nhau rồi uống cà phê rồi đi dạo này nọ. Thường thì cái tuổi trẻ thì bao giờ cũng hơi vượt qua chút xíu. Người ta gọi là trước khi sống thiệt người ta sống thử. Sống thì thử em là... có thử cái Dạ có, nhưng mà sau khi tụi em đám hỏi, vì ba mẹ ảnh đi qua Mỹ để định cư, cho nên cũng muốn là yên tâm ảnh ở đây. Ba mẹ em cũng là chăm sóc. Cho nên là cũng muốn tụi em ở chung. Hỏi thiệt nghe sống thử vui không? Em không là vui nữa. Tao. Cái này nó có vấn đề. Nó có vấn đề gì kìa, có vấn đề gì cơ? Tại vì ngày xưa lúc mà chưa còn người yêu thì dễ thương lắm. Này nọ gì cũng lo này nọ. Nói chuyện không dám lớn tiếng.
Còn vợ về á, cái gì cũng quét tháo em. Giống như là có chuyện gì công ty là về là em cứ làm nó hết cái vợ em vậy đó. Nghe kể chuyện á. Rồi nó nghe là sống thử xong rồi chuyển qua sống thiệt rồi thì tụi em có thấy khác nhau và vỡ mộng gì nhau? Tụi em quyết định sống thử á là trước đó khi mà còn con gái á, không có làm cái gì hết, ba mẹ em chăm sóc hết, em không đụng có việc gì hết. Xong khi mà qua ở với ảnh, tất cả mọi cái từ A tới Z cái gì em cũng em làm hết. Ảnh không làm một cái gì hết. Trời, có nghĩa là từ A tới Z là em làm hết luôn hả? Dạ, ổng người kinh khủng luôn. Ví dụ như em làm những cái gì? Việc nhà, giặt đồ, ví dụ dẹp nhà cửa, cái gì em cũng làm. Nên lúc em làm gì là thì anh ảnh làm gì? Chơi game, coi TV. Em có nhờ anh giúp không? Có. Mà không lười, nghe ờ là thôi xong. Lúc đó thì em như thế nào, cảm giác của em sao? Em rất bị stress và rất là tức. Tại sao mà lại như vậy, tại sao mà phải ở nhà ba mẹ em phải hầu hạ tất cả. Trong khi lấy chồng rồi lại còn chưa lấy nữa. Chưa có một danh phận gì hết mà mình lại phải làm như vậy. Rất là tức, quá em cảm thấy rất là thương ba mẹ. Tại sao em lại như vậy khi mà vợ em đã lên tiếng nhờ em rồi mà em vẫn không phải là em không phụ vợ, nhưng lúc đi làm về cái mệt, chứ muốn giống như là ngã lưng cho nó qua cái cơn mệt. Thường ta ngã lưng ta ngủ thôi, còn ông ngã lưng chơi game. Nhưng mà giờ em còn ức chế về cái việc mà em vẫn phải làm công việc nhà không? Dạ không, cũng bớt hơn rất nhiều, tại vì anh cũng đã giúp đỡ em chút xíu rồi. Em có nghĩa là khi mà chuyển qua cái giai đoạn sống thiệt là anh bắt đầu. Dạ đúng rồi. Rồi giờ cho em kể nè, sau khi cưới nhau về vợ em có tính xấu gì không? Nhất là hay ghen, thứ hai là cứ làm việc nhà mệt mệt làm chuyện cái bắt đầu bực lên là quét tháo, em đụng gì cũng xả em chứ. Cái gì để em đỡ không nổi luôn. Xả sao đâu, cái giọng điệu sao đâu. Tối nghe bài không mà không biết dọn gì chưa á. Ông biết mệt, tôi biết mệt ha. Coi như em là tính hết sao? Vâng, thì lúc đó em sao? Em thì thôi. Anh im để cho em xả đi, em xong đi rồi mình nói tiếp. Ổng càng im thì em lại càng bực. Em bực lên thì em nói lại thì tiết nào cũng xảy ra xung đột nên em không muốn vậy. Rồi bây giờ em không muốn vợ em thay đổi gì? Bớt giận cá chém thớt. Chỉ cái gì thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thế còn em? Quan tâm em chút xíu, bớt lười đi. Sao chị Dân cái ca này, sao chị Dân? Thật ra hai cái cá tính này là phải chịu khó hòa hợp với nhau một chút. Chứ còn không là cũng căng thẳng ra chứ không phải không. Lý do vợ của bạn là một cái người mà chỉ kể những câu chuyện vừa bình thường thôi, kể lại thôi mà đã muốn khóc rồi. Tức là cái ức á, cái ức nó nhiều lắm. Thì nếu mà bạn tích lũy như vậy tiếp tục nữa thì sẽ không có hay, nó không tốt cho sức khỏe. Rồi thì mỗi người cứ mỗi giữ cái tính cách riêng, cái cá tính riêng của mình á, thì nó sẽ không tìm được một cái đáp số chung trong cuộc sống vợ chồng, thì nó chả đem đến một cái lợi lộc gì cho cái gia đình nhỏ của mình hết. Trong khi đó nếu như mỗi người á đều dẹp bớt cái tôi của mình lại đó, thì để các bạn chuẩn bị cho một cái thành viên mới, để cho đúng nghĩa một cái gia đình nhỏ hạnh phúc. Các bạn không có hình dung được đâu, nếu mà cái thời gian mới chỉ là 6 tháng lấy nhau thôi, 1 năm, 1.5 năm nữa, chưa có em bé ha, thì cái cuộc sống nó vẫn cứ là như vậy, thì nó sẽ đi đến cái việc là càng ngày càng khép lại, một bên thì cứ khép lại, khép dần lại, hiểu không? Rồi một bên tự nhiên cảm thấy là mình cứ đánh vào một cái khoảng không mà không có người đỡ đó. Tự nhiên á, đến cảm giác nguội lạnh lúc nào mình không biết. Không phải là em im để mà vợ em nói xong là thôi. Cách giải quyết của em là hai đứa sẽ ngồi lại sau cái lúc mà bực tức. Nhưng mà em đã làm như vậy rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Hiệu quả không? Không hiệu quả. Vợ em đâu có muốn điều đó, vợ em muốn là em phải tranh luận. Nó phải ra ngô ra khoai, ý là như vậy. Thời khắc đó em nói ra thì nhiều khi nó còn ra nhiều vấn đề nữa để vợ chồng hiểu nhau hơn. Tại vì những cái tính vợ em á, lúc mà đã bực lên tôi phải thắng. Nếu em mà cãi nữa thì đâu thể nào giải quyết được vấn đề đâu. Em phải là người thua trước đã. Tại sao nãy bạn lại nói là cứ mỗi lần em nói là anh im rồi làm sao? Anh càng im em càng tức, đúng không? Thì có nghĩa là vậy, đó vẫn còn là một cái điều mà em cần phải lý giải và hóa giải cái việc đó. Rồi thử tối nay cãi. Ô anh nào cãi á thì thử đi nghe. Nó có hiệu quả là tốt hơn không? Nha. Đúng không? Rồi. Mình nhiều hình thức. Rồi, nhưng cho em hỏi này là cãi cái thế thua thế thắng à? Cãi để ra vấn đề chứ không phải là cãi để thắng thua. Có thể khi em cãi ra vợ em vẫn thắng như thường, nhưng mà vợ em sẽ hiểu rằng trong cái mối quan hệ vợ chồng nó có những cái xung đột như thế, và trong cái mối xung đột này thì cái suy nghĩ của chồng mình là như vậy. Em hiểu với chị không? Em đó em muốn nói chuyện để mà ra như vậy như đó đó không em chị. Hiểu với chị không, chứ không phải vấn đề đây là ai thắng ai thua. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh chị. Rồi. Em thấy anh này sao mà hờ quá, hiền quá. Em nhìn anh này thì em nghĩ là chắc không biết cô gái đâu. Chị nhìn vợ có cảm giác hờ, đó là cái cảm giác ban đầu thôi. Quen nhau á thì anh hay qua nhà em chở em đi chơi lắm. Tự nhiên về nhà rồi cái không chở nữa, cái cuối tuần ở nhà không, mà trong khi em thì
vẫn cứ nghĩ là giống như hồi chưa cưới. Em là em thích ở nhà. Anh là thích ở nhà, còn em thì thích đi ra ngoài đường. Vậy à. Bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Không biết cảm nghĩ của chị như thế nào? Cảm nghĩ đầu tiên của em khi mà em gặp cặp vợ chồng này thì em thấy đây là một cặp vợ chồng trẻ. Thế các bạn còn trẻ quá ha. Thì năm nay các bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em tên là Khánh Ngọc, em là năm nay 26 tuổi. Xin lỗi. Khánh Ngọc. Dạ, em là Khánh Ngọc. Wow. Hết rồi, nếu mà chị không gặp em, chị lại tưởng em là con gái. Đúng vậy. Tưởng là ca sĩ Khánh Ngọc không ạ? Dạ, em cũng có nhiều bạn bè cũng cũng nói là em cũng giống tên chị thì giống là đúng rồi, nhưng mà có bao giờ mà cái ngày lễ nào của phụ nữ em bị nhận làm quà chưa? Dạ, dĩ nhiên có chị. Có luôn đó. Nhất là ngày 8 tháng 3 đúng không? Dạ, không chỉ là ngày 8 tháng 3 mà theo bảo hiểm nè, cái giấy chứng nhận nhân viên của em cũng là bà chứ không phải gì đâu. Rồi vậy đó hả, mấy xíu em phải làm Mr. à. Rồi, xin mời bà xã của em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Bảo Trân, năm nay 26 tuổi. Nếu như em không nói tuổi thì anh có thể đoán em là vẫn chưa 16 tuổi. Thế thì hai bạn còn rất trẻ, vậy thì hai bạn quen nhau như thế nào? Giờ chồng em là học chung một trường đại học, tình cờ là em có nghe tiếng cười của vợ em. Ủa lúc đó em cười sao mà để chồng anh nghe? Em đang ngồi nói chuyện với lại các bạn nữ, rồi không biết sao nói chuyện gì mà cười như thế nào em cũng không biết. Cười nghe con, cười nghe con. Tại vì nếu mà cười bẽn lẽn người khác à, chắc chắn mà để chắc chắn phải cười bẽn lẽn rồi. Dạ, dạ. Phải cười hó hó hó. Em cũng không thể nói gì thôi. Nó cười thử thôi. Chỉ là nghe thôi đúng không? Dạ. Vậy là ấn tượng từ cái tiếng cười. Dạ đúng rồi. Thì em nghe cái tiếng sao là tiếng cười đã tai quá. Đã tai. Dạ. Bắt đầu em mới chú ý thì em có hỏi là cái bạn ngồi ở trên đó, bạn nữ đó, tên là gì? Nó là tên Trân. Thì em nói thôi có khi nào để cho mình cua này hỏi sao? Cua này. Dạ. Có nghĩa là ấn tượng của em về vợ em là chỉ có tiếng cười thôi sao? Bị cuốn hút bởi cái tiếng cười trước, tiếng cười quá dễ thương. Bắt đầu là em mới tìm những câu hỏi sau em mới nhìn mặt. Nhìn mặt thì em thấy càng dễ thương nữa. Càng dễ thương nữa. Bắt đầu tìm những câu hỏi để em tiếp xúc là vợ em. Trân thì có ấn tượng gì với chồng của em không? Em thấy anh này sao mà khờ quá, hiền quá. Em nhìn anh này thì em nghĩ là chắc không biết cô gái đâu. Chị nhìn vợ có cảm giác rồi. Đó là cái cảm giác ban đầu thôi. Yeah. Biết đâu được là không phải như vậy. Đúng rồi, tiếp tục rồi. Khám phá bây giờ mới khám phá đây nè. Đó. Đó, bây giờ nếu mà khờ thì làm sao mà có được Trân đúng không? Vợ em nó thường thường đi chung là bạn thân hết. Một hôm em có nhờ lại bạn thân của vợ em á thì bạn về trước đi để cho mình trở về. Thì bạn anh cũng có làm ra cớ để về sớm. Có nghĩa là không hề khờ tí nào. Cái này là dùng thủ đoạn tiếp cận đối tượng. Giả khờ. Không giả khờ. Rồi em lúc đó chị chưa nghĩ là cách nào để em về hết. Tự nhiên ở đâu anh chàng này đi lên. Em đứng sẵn sẵn nè. Nói là để Thảo bạn bận hả, để Ngọc chở Trân về nha. Thì cái lúc đó em gật đầu luôn. Lúc đó em có cảm giác đó là cái chiến lược của chồng dạ, em đi không, giờ không? Em không hề biết luôn. Tại vì lúc đó bạn em mới có bạn trai á, nên em tưởng là chắc là đi chơi hơi bận thì cũng có lý. Nên em không nghi ngờ gì hết. Vậy lý do gì mà em cứ để chồng em chở em về? Tại vì có mình bạn này chở em về, em không biết về cách nào hết. Mà chở nhau nhiều lần như vậy thì chắc chắn là bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để tỏ tình đúng không? Dạ đúng rồi, quan trọng là lúc đầu là mình chở được thì mình có cơ hội mình tiếp xúc mình nói chuyện. Anh cứ có cái trò hay lắm, làm thư bí mật á, ô chữ ô số á, vô học cái đưa cho em bức thư, nhưng mà em nhìn vô không có gì hết, toàn là cái khung rồi có chữ là A B C D gì đó. Muốn biết được là trong thư muốn nói gì á thì em phải tìm ra coi là anh muốn nói cái gì trong đó. Nhưng mà thường thì là nói những câu gì? Sau giờ học thì chở Ngọc chở Trân đi ăn chè. Sau giờ học Ngọc chở Trân về nha. Chứ không có cái chữ kia hả? Chưa dám là gì ạ. Em thở đầu quá, nói sớm quá, từ bị chói. Dạ, từ từ thôi, từ từ thấm. Rồi vậy là cái cú knock out là bữa nào đâu, em kể chị nghe coi. Em tạo ra một cái file Excel có 3 điểm như chị nói vậy đó. Thay vì là để hiện rõ ra thì em để ẩn. Em gửi cái file Excel đó cho vợ em. Thì lúc đó em nhận cái file, em mở ra sao thấy trăng tròn. Em tưởng ảnh gửi nhầm, cái em mới chat lại với anh. Ủa có gửi nhầm không, cái file này đâu có cái gì đâu. Ảnh cứ nói là nhìn kỹ lại đi. Em cứ ngồi em nhìn, em tưởng là sẽ có cái gì hiện ra. Mà sao nhìn vào cũng không có gì hiện ra. Thế em lại hỏi anh một lần nữa, nhìn nãy giờ rồi cũng có gì khác đó, thôi. Cũng từ lúc đó em phải nhắc. Lúc đó em phải nhắc là vậy em phải là bỏ bôi đen đi rồi em mới thấy được. Em mới nghe lời em bôi đen.
thì thấy ba chữ I love you. Khi đó thì em cũng chưa chắc chắn là vợ em có đồng ý hay không. Thì em cũng hỏi là vợ em là ý em như thế nào. Vợ em cũng gửi đúng một file lại luôn. Em sợ là đôi khi nó trả lại thì sao, không có nhận tình cảm thì sao. Đó, thì em cũng hỏi thì vợ em có nói là you love me không. Đó là bước điểm. Đấy, bây giờ bắt đầu tới cái bước mà thì em có một cái hoạch cầu hôn vợ em. Thì em biết ý vợ em đó là thích chỗ lãng mạn. Trước ngày cầu hôn thì em đi đến một cái nhà hàng nào đó có đặt món sẵn hết luôn. Sáng hôm sau là em đi ra cái chợ hoa, mua bông đến chỗ cái nhà hàng đó gửi. Và em dặn rất là kỹ, khi nào em cứ báo thì cứ ra hiệu là cứ đưa bông ra. Hôm đó sao em thấy lạ quá, thường thì anh chỉ chở em đi vòng vòng gần nhà em thôi. Lần này anh chở em ra tới quận Nhất Lận. Thấy chạy vô một cái tòa nhà thật là cao. Em cũng hỏi ủa đi đâu vô đây chi vậy. Anh cũng cười cười, anh không nói. Anh dắt em đi lên tầng cao nhất của cái tòa nhà đó, dẫn vô cái chỗ ngồi. Khi đó là vợ em đang nhìn cảnh thành phố đi, thì em có gia hiệu đưa bông ra, em mới chịu vợ em. Theo phản xạ thì em quay qua em thấy cái bông đưa sẵn nè. Tự nhiên cái ảnh nói em đừng buồn. Sao em lại nghĩ là cổ buồn đường lúc đó là người phụ nữ thấy vui chứ. Chắc có thể là vui quá. Thì đôi khi nó buồn quá. Lúc đó mặt em buồn buồn mắt dạ. Rưng rưng á. Thì em cũng sợ. Khi là một cầu hôn mà em đã chuẩn bị rồi, tới 5 phiên bản cầu hôn nữa. Anh yêu em là em có đồng ý làm vợ anh không? Hay là rất là nhiều cái. Nhưng mà khi đến thấy vợ em buồn quá, em hết hồn cũng cũng quên hết đó là dạ. Nhưng mà đến đó là thật sự là mình cũng không biết xử lý cái tình huống như thế nào nữa. Khi đó mình cứ nói là em đồng ý làm vợ nhé. Đợi một vài phút sau vợ em trả lời nữa. Quá em cũng hết hồn. Lúc đó em hồi hộp quá. Rồi một hồi sau á em gật đầu. Rồi vậy thôi. Đấy là khi đó mà mới về giải tỏa được anh. Lấy nhau được mấy năm rồi ha? Dạ, khoảng 1 năm chị. Bây giờ sau khi cưới về vậy thì các sự lãng mạn nó có leo đủ cho tới bây giờ không? Khoảng thời gian đầu thôi. Trong quá trình sống á, cũng có những cái mâu thuẫn với nhau, không có hiểu nhau. Chị nghĩ trong lúc yêu là hiểu hết rồi chứ? Cũng chưa chị ạ. Cái nào làm em ngỡ ngàng? Em thường hay em lên giường là em ngủ. Tại vì sau một ngày làm việc mệt mỏi lắm, vợ em lại không muốn dậy. Vợ em lên giường không có ngủ. Vợ em làm gì? Em mà không nghĩ bà như chị đi đầu xuống đất luôn á. Người ta kể trong một cái chuyện hết sức nghiêm túc như vậy mà em chạy làm sao mà ra cái ý của em được hay vậy đó nha. Rất muốn biết trong khi chồng mình ngủ thì vợ làm gì? Em thì nghĩ là thời gian mà hai vợ chồng ở trên giường thì mới lúc đó là mới không gian riêng tư. Còn lúc mà đi làm về thì ở nhà thì mắt nấu cơm rồi coi tivi rồi vi tính này kia tùm lum nhiều thứ không có tập trung vô được. Nên em nghĩ là thời gian mà trước khi ngủ hai vợ chồng ở trên giường thì lúc đó là tâm sự dễ hơn. Thực ra thì những cái năm đầu là những cặp vợ chồng son á, cái năm đầu và năm thứ hai là hai cái năm quan trọng nhất để mà mình có thể hòa hợp được với nhau. Thì nếu mà tụi em vượt qua được cái năm thứ nhất, điều đó là một cái điều rất là hay rồi. Bắt đầu đến năm thứ hai, nếu như chưa có con thì sóng gió nó sẽ bớt nổi lên một chút. Nhưng nếu như năm thứ hai mà tụi em có một đứa con nữa thì cái sóng gió nó lại nổi lên rất nhiều. Và sẽ nhiều mâu thuẫn và sẽ nhiều những cái bất đồng quan điểm. Chính vì vậy mà chắc chắn là ở cái thời điểm này tụi em mặc dù đang cố gắng để hòa hợp với nhau nhưng mà cái sự giận hờn là không thể nào tránh khỏi. Ngay cả cái chuyện như bữa cơm gia đình á, cái đề tài đó không cũng là bao nhiêu thứ để gây lộn rồi. Chồng thích ăn này mà vợ không biết nấu. Rồi vợ chỉ biết nấu những món mà vợ biết ăn thôi. Vậy là cũng gây lộn nữa đó em. Chồng đi làm mà vợ cũng đi làm vậy thì anh có thường xuyên cơm nhà không? Anh rất là thích ăn cơm gia đình. Nhưng còn là nấu ăn ở nhà chỉ có cuối tuần thì hai chồng ra ngoài ăn. Em thì là trước khi lấy anh chưa bao giờ đi chợ nấu cơm hết trơn á. Em nấu thì em nhớ lại mấy cái món em ăn nó có không? Nguyên liệu, vật liệu gì thì em mua, em nấu, em tự nấu gì chứ em không có học cách nấu như thế nào. Còn anh thì lại là một người thành ăn uống, cái gì cũng phải đúng, phải bài bản. Giống như món này là bao gồm nguyên liệu một là này, hai là này, ba là này. Phải có những cái thứ như vậy. Vậy không là cái lộn đó. Em chỉ là chị nhận xét thôi. Vậy mỗi lần cũng nhận xét như vậy là em có quạo không? Có lúc cũng bực mình, trước giờ mình chưa nấu, bây giờ mình cố gắng mình nấu vậy. Em thấy là nấu như vậy là cũng được lắm rồi á. Bữa cơm gia đình thì quan trọng lắm đúng không chị? Đúng rồi, vậy là được 1 năm rồi hả em? Dạ. Tụi em có dự định lúc nào có con chưa? Dạ là 2 năm nữa. Ồ, chị nghĩ rằng còn 2 năm nữa để tụi em có thể hòa hợp trong cái cuộc sống vợ chồng, để tạo một gia đình hạnh phúc, để đón những đứa con của mình. Dạ. Hai vợ chồng còn rất trẻ thì chắc chắn là đi chơi nhiều đúng không? Em có thường xuyên đưa vợ đi chơi không? Cái đó cũng là một cái khiến em rất là bất ngờ. Lúc mà quen nhau á thì anh hay qua nhà em chở em đi chơi lắm. Tự nhiên về nhà rồi cái không chở nữa, cái cuối tuần ở nhà không, mà trong khi em thì vẫn cứ nghĩ là giống như hồi chưa cưới. Em là em thích ở nhà. Anh là thích ở nhà, còn em thì thích đi ra ngoài đường. Vậy à. Rồi còn em,
ví dụ sau khi cưới vợ về thì có cái điều gì mà em chưa hài lòng với vợ? Vợ em á luôn luôn cười ra, mà em thích giọng cười của vợ. Nhưng mà em sợ vợ một điều là vợ mà buồn cái là vợ im mà. Thì em cũng mong vợ em là thượng cái tính đó. Mỗi lần mình giận cái gì thì cứ nói ra đi, kể cái gì vợ chồng mình sẽ sẻ nhau, kể cả giải quyết. Trời ơi, cái này là quá là dễ rồi. Vợ thì giận là cứ nói thẳng với chồng, còn chồng bây giờ chịu khó cuối tuần chở vợ đi chơi đó, uống cà phê, đi đến cái chỗ mà lần đầu tiên mình tỏ tình, đi xem phim, đi xem kịch chẳng hạn. Tại vì tụi em còn 2 năm nữa để hoàn thiện nhau mà, đúng không? Dạ. Xin chúc hai bạn cứ giữ mãi cái tuổi trẻ, giữ mãi cái niềm hạnh phúc như thế này. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình vào hôm sau. Nữ tú ha. Chào hai em. Can you speak Vietnamese? Chúc chúc. Rồi, mời bạn giới thiệu về mình. My name is German, but you can call me Toi Tên La Dick. Dick. My Vietnamese name. Where you're from? I from Nga. Oh, what's your job? My job now, I'm model in Vietnam. But before I worked in tourism, a guide. History guide. Oh, tourist guide hả? Yeah. Ảnh là hướng dẫn du lịch ở Việt Nam được cũng được 4 năm rồi. Dạ, ảnh rất là rành về lịch sử Việt Nam luôn. Ảnh rất là ngưỡng mộ. Nghe nói ảnh là người mẫu luôn nữa. Dạ, ảnh đang làm người mẫu chung với em. Diễn viên người mẫu tự do. Đức có biết hát một bài hát nhạc Nga nào không? Can you sing a song Russia? Yes. Okay. I think have same song Russian and Vietnamese. Okay. We can sing together. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. How old are you? I am 26 years old. Not 16. Not 16. 26. Okay. 26. Dạ, 26 tuổi chứ không phải là 16 tuổi. 26 tuổi. Rồi, mời em. Trước tiên cho em xin phép là chắc là em xưng là anh chị cô chú. Dạ, tại vì em còn nhỏ tuổi, em 21 tuổi. Dạ, con tên là Thìn Bùi, là tên Thìn, là Thìn. Con rồng. Năm nay con 21 tuổi, đang là diễn viên và người mẫu tự do. Tại vì công việc của con nên là khi mà con gặp ảnh là nói chung là hai người làm việc cùng nhau luôn và phát triển cùng nhau. Nhưng mà tụi con gặp nhau là trong cái đội người mẫu đó hay là cơ duyên nào mà tụi con gặp được nhau? Dạ, một cái event chính xác luôn. Dạ, là có một buổi hướng dẫn catwalk và con là được mời tới để hướng dẫn cho các bạn Tây tập catwalk. Dạ, thì đó cũng là cơ duyên. Các bạn Tây là nhiều bạn Tây hả? Dạ, từ đúng các rồi. Nước lại hay là chỉ có nước Nga thôi? Dạ, nhiều lắm. Nhiều các nước hả? Thì lý do gì mà sao con lại quen với bạn này? Dạ, chắc là mới đầu á, con cũng không muốn đi đâu. Ảnh cũng vậy nữa, ảnh là người tới trễ nhất cái buổi kết quốc đó luôn. Nhưng mà chắc là có lực hút hay sao á. Con nghĩ là ảnh có bạn gái rồi, bởi vì ảnh có đi theo một chị nữa. Chị đó cũng là người Nga luôn và hai người rất là đẹp đôi. Thì con chỉ tới với lại cái vai trò là người hướng dẫn kết quốc thôi. Thì nếu mà bạn đó đi sai hay cái gì đó thì con chỉ la thôi. Con cũng không có tình cảm với bạn đó nữa. Thì con nhìn cái vẻ ấn tượng lần đầu á thì cũng được handsome nữa. Mặt baby thì hai người hướng dẫn qua lại xong rồi kết thúc cái buổi đó thôi. Nhưng mà sau đó thì con có chụp hình với lại cái chị Nga đó. Thì cái chị đó mới đăng lên mạng. Thì đó cũng là cái cơ duyên để ảnh kết bạn với con. Hóa ra là hai người đó không phải là người yêu với nhau. Thì con cũng thấy là có mình cũng kết. Dạ, có cơ hội để tiếp cận. Cái lần đầu tiên mà the first time Đức nhìn, Đức gặp cô gái này thì Đức có ấn tượng gì về cô? Yes, I remember this day. It was model training. I remember so white teeth, really white teeth. I am blinding. I cannot see. Why? I never see white tooth, white teeth like this. Yeah. But actually, I look at her. How I need to walk on the catwalk. I look at her because she walks so beautiful and so confident. Yeah. I like it. So professional. Dạ, anh nói là cái ấn tượng đầu tiên gặp con á là con có hàm răng trắng quá. Lúc đó là con cũng mặc cái bộ đồ đen hết á. Thì khi mà nhìn vô con là có mỗi hàm răng con trắng. Thì anh nói là anh nhìn con xuống luôn, bởi vì con đi catwalk rất là tự tin, rất là đẹp.
con cũng có một cái bí mật mà muốn nói cho cô chú biết là con đã biết trước là sẽ gặp ảnh luôn. Bởi vì con mới vừa làm răng về luôn. Và khi mà làm răng liên quan đến vẻ đẹp của mình á, con hay đi coi bói. Thì lúc đó thì cái thầy bói mới nói là con nên làm răng đi, con làm xong á là con gặp được cái người á phù hợp với con lắm, hai người rất là đẹp đôi luôn. Thì con cũng nghĩ là nửa tin nửa không thôi, tại vì con muốn làm răng là con không biết là con có hợp hay không thôi. Nhưng mà khi mà làm răng xong á là tới cái buổi kết quốc đó là gặp ảnh luôn. Mà ảnh lại ấn tượng cái răng mới ghê chứ. Dạ, cái điều đó con mới biết, con mới suy nghĩ là vậy là cái này là cơ duyên thiệt. Cơ duyên tiền định đó, đó là thông qua cái hàm răng. Rồi bao lâu thì các bạn mới hẹn hò với nhau, kể từ sau cái buổi gặp nhau lần đầu tiên? Chắc là nhanh lắm luôn á, tại vì nói chuyện xong là ngày mai gặp liền luôn. Ảnh cũng mới vừa lên Sài Gòn, tại vì ảnh làm ở Nha Trang. Ảnh mới viện cớ là tôi không có biết gì về Việt Nam hết, Sài Gòn tôi không rành, bạn có thể chỉ cho tôi Sài Gòn có gì đặc sắc không? Thì con mới con là Sài Gòn chính gốc luôn, con biết rất nhiều chỗ. Con nói là vậy thôi, mai gặp luôn đi, tôi sẽ chỉ cho bạn. Rồi mai cái ảnh chạy cái chiếc xe tay cổ. Lúc đó là anh chạy một chiếc xe cổ đúng không? Dạ, cái xe Vespa sao? Suzuki. Suzuki cổ. Rồi. Dạ đúng rồi. Lúc phải, đó phải, tới phải chở đạp. Em. Dạ phải đạp mới lên máy mới vô ra lên được. Gặp con thì ảnh lúc đó em gặp ảnh thì thấy sao? Cái dạ rất là ngầu luôn, tại vì nhìn cổ á, dạ ảnh mặc đồ khá là đơn giản mà chạy cái xe thì ảnh cũng cao á, nên là nhìn cũng khá là ấn tượng. Càng cảm tình hơn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc mà con lên xe á thì ảnh mới kêu là ôm ảnh đi. Con mới nghĩ là ủa sao người nước ngoài dễ dãi quá vậy? Con không có dễ dãi như vậy, con mới nói là no thank you, no. Thì anh mới đạp số vô ga thiệt mạnh luôn, là con xém vé luôn, là con quán tính con chỉ biết ôm ảnh thôi. Trời, con mới tim đập thình thịch luôn. Con mới nghĩ là you have plan, anh có kế hoạch. Có kế hoạch đó. Because my bike so crazy sometimes. Yeah, it's not my plan, it's not my plan. I don't believe. Tại vì bây giờ con thấy ảnh cũng chạy cái xe đó nhưng mà nó đâu có bị đúng không? Đâu có bị đâu. Sao cái lần đầu quá mạnh vậy ta? Là trời xui đất khiến thôi. Dạ. Cái bữa đó là đi đâu nè? Dạ, đi vòng vòng Sài Gòn. Nhưng mà cái tâm trạng của con là bây giờ sẽ đi đây, con sẽ chỉ ảnh. Nhưng mà ngược lại tự nhiên cái ảnh dẫn đường, cái ảnh chỉ con. Cái mới nói là tôi đi ở đây rồi nè, tôi làm ở đây rồi nè. Quá trời chỗ luôn. Mà anh còn nói lịch sử Việt Nam còn rành hơn em nữa. Ảnh rất là ngưỡng mộ người Việt Nam thời đó, nên là ảnh nói với cái cảm xúc rất là dâng trào luôn. Xong rồi con cũng thấy wow, có một người á mà rất là thích lịch sử Việt Nam của mình mà lại hướng dẫn mình như vậy nữa, là giống như là người ta quan tâm đến cái việc mà trao dồi kinh nghiệm. Chứ không phải là dẫn mình đi chơi mấy cái chỗ mà câu lạc bộ này nọ không. Cũng có gặp nhau được hơn 2 tiếng thôi. Cái thời gian đó không biết là nó có dài không, nhưng mà ảnh mới nói là ô bây giờ gần 9 giờ rồi, trễ quá rồi, anh phải đi về. Còn nếu mà em muốn gặp anh nữa thì ngày mai mình gặp tiếp. Nếu mà một ngày dài mà mình gặp nhau lâu quá thì chắc chắn là con nghĩ là thôi chắc là lâu lâu mình gặp một lần. Không, tự nhiên ảnh nói câu đó là ảnh là em biết là con biết là ngày mai muốn gặp nữa đúng không? Ok, thì thôi ngày mai gặp tiếp. Rồi bao lâu thì hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Bồ đó. Đã. Con cũng khá là bất ngờ là cái thời gian á khi mà tìm hiểu nhau rồi tới với nhau nó đều là tự nhiên hết luôn. Lâu lâu con lại hỏi là tại sao ảnh không hỏi là có muốn làm bạn gái anh không, ảnh không hỏi gì hết, tất cả mọi thứ là tự nhiên tới. Xong rồi yêu nhau rồi từ từ qua chơi vài ngày, cái từ từ cái dọn đồ qua ở luôn. Ai dọn đồ qua? Con dọn qua ở, tại vì lâu lâu cái qua xong rồi đem một hai bộ đồ, cái xong rồi từ từ cái con thấy ủa sao cái tủ đồ nhà con qua nhà ảnh hết trơn à? Thì tại vì con từ từ con dọn qua, cái xong con mới nói mình không có biết thời gian mình quen nhau là khi nào luôn. Thì ảnh mới nói với con là ảnh thấy cái điều chắc chắn ở cả hai rồi, và ảnh thấy điều đó rất là tự nhiên luôn, ảnh không muốn hỏi, bởi vì người nước ngoài á họ thấy chắc chắn thì họ sẽ coi người đó là quan trọng luôn. Còn chỉ có người nào mà không chắc chắn mới hỏi thôi. Thì con cũng thấy lạ. Mà thôi, đúng thiệt là mình cũng đã mở lòng với ảnh rồi. Và từ từ mình cảm thấy hai người cũng hợp. Nên là
không có ngày kỷ niệm, nhưng mà tụi con đối với nhau là mỗi ngày trôi qua thì cũng là ngày kỷ niệm, ngày hạnh phúc rồi. Coi như là tụi con đến với nhau nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên, nó dạ. giống như là mọi thứ nó sắp đặt an bài hết rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà Đức, ông hỏi Đức chút xíu nè. Đức, you talk about Vietnam food. Do you like Vietnam history? Yeah. Oh, about Vietnam food? Mm-hmm. Yes, I had. I have one story about the first date. Thinh Bui, she did. Con tên là Thinh Bui. Thinh Bui, she decided to cook for me something. Con nấu hả? Con nấu cho cho. Yeah, dinner, dinner. And she asked me what I like, and I say my favorite Vietnamese food, pho gà. Gà. Phở gà. Soup, phở gà. Gà. Soup noodles. Why is so funny? Because she never cooked before pho gà. Phở gà. For her, it's really a challenge because need so many ingredients. And we go together to the supermarket and buy so many ingredients. But later, I like it. Yeah, so delicious. She can cook. Yeah. It's for me, I mean, for men, it's so important when a girl can cook. But most important, when girl can try and study, because she don't know, it's so important, but she try and study. Dạ, ảnh nói là ảnh rất là thích ăn phở gà. Thì con có ngỏ lời là muốn nấu cho ảnh món Việt. Thì mới đầu là con định nấu nuôi sườn rau củ thôi, tại vì bố con có dạy con làm cái món đó. Thì tự nhiên hai tụi con đang đi siêu thị, cái ảnh mới nói là không thịt heo, không. Ảnh chỉ thích ăn thịt gà thôi. Ảnh mới nói là tôi rất là thích ăn phở gà. Thì con mới không biết nấu. Không biết nấu. Chết rồi. Ba đâu có dạy đúng không? Tự nhiên cái mình lại nói là mình biết nấu mọi thứ luôn, mà cái ảnh chuyển vào đúng cái món truyền thống mà Việt Nam mình là phở. Là phải ảnh rất là thích cái món đó và thường xuyên ăn cái món đó luôn. Nhưng mà con cũng tự tin lắm, con nói là dễ ẹt. Trời ơi, quá dễ luôn. Bây giờ em rất là bận rộn đi tìm mấy cái nguyên liệu mua á, nên là anh đợi em xíu nha. Thì con mới mở cái điện thoại ra, con search Google để là những nguyên liệu làm phở gà. Cái gì đó. Để đi mua. Con run mà con chảy mồ hôi đầm đìa luôn. Nhưng mà ở trong siêu thị là có đủ hết nên cũng yên tâm. Con mua hết tất cả mọi thứ xong rồi đi về nhà ảnh, thì con mới nói công thức gia truyền, anh lên phòng khách ngồi đi. Em phải chú tâm làm mới ngon được. Thì anh lên phòng khách mở Google cái... tiếp. Con lên con mở Google tiếp, nhưng mà bây giờ là YouTube cũng có nhiều cách nấu á, nên là cũng dễ với con. Thì con cũng coi xong mà nấu từng bước mà con cũng là người rất là khó ăn, nên là cuối cùng cũng ra một tô phở gà mà đậm đặc luôn, đặc biệt luôn, ngon lành luôn. Dạ. Mà bạn thích ăn chả giò không? Chả giò ảnh cũng khó ăn lắm. Vậy mấy cái đó thì ảnh chưa có thử. Nước mắm có biết ăn không? Không luôn. Quen người nước ngoài á là có một cái khó khăn nhất á là trong việc ăn uống. Ảnh không ăn thịt heo, hạn chế thịt bò, không ăn nước mắm, mắm tôm hay là các mà thức ăn nặng mùi. Chỉ đặc biệt thích là rau củ thôi, mà nhất là những cái rau củ mà ảnh hay ăn thôi. Không bỏ đường, không nêm quá mặn. Rất là gọi là cái healthy đó, quá healthy rồi. Luôn á. Ảnh rất là quan trọng sức khỏe, nên là ảnh là người mẫu nữa mà. Dạ đúng rồi, ảnh nói là ăn thịt động vật á thì nó bị stress. Nên là ảnh không muốn ăn nhiều. Có thì cũng lâu lâu ăn thịt gà, đó là phở gà ảnh thích. Thì từ khi quen ảnh thì con cũng thay đổi nhiều đúng không? Khá là khó chịu cái việc đó. Tại vì con là người Việt, con ăn món Việt quen rồi, mà người Việt của mình á lại có nhiều cái cách nấu mặn ngọt mà nêm nếm nữa. Chủ yếu là gia vị đó. Dạ đúng đó, rồi. Đúng không? Dạ. Nhờ gì con có lén đi ra ngoài ăn với bạn bè đồ này kia không? Dạ không luôn, tại vì con ở với ảnh luôn nên là ăn uống chung với nhau, nên là con
coi như là con bị quen rồi, đúng không? Con sống ở Việt Nam mà con không được ăn đồ đúng nghĩa Việt Nam luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi, có thì những cái món như là bò kho, phở gà thì con hay nấu, nhưng mà những cái món mà liên quan đến thịt heo, nước mắm là con không nấu là luôn. Con không được ăn luôn, dạ, đó không như ăn. Bún đậu mắm tôm là vĩnh viễn con không bao giờ được ăn là từ bỏ nó luôn, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ kể từ cái việc trong cái món ăn của con thay đổi, vậy thì trong cái đời sống của con có thay đổi kể từ khi con về sống chung với anh không? Dạ phải nói là thay đổi chóng mặt luôn, hoàn toàn luôn, từ ăn uống cho tới cách sinh hoạt nữa. Tại vì khi mà mình đã quyết định quen người nước ngoài rồi thì họ sống rất là nguyên tắc, dạ đều có luật lệ hết. Nhưng mà những cái luật lệ đó khi mà con sống chung á, con lại thấy là hình như là rất là tốt cho bản thân mình, với lại nó giúp mình trong sức khỏe, rồi trong cái tinh thần, rồi nói chung là có nhiều sự tích cực làm việc ổn hơn á, thì con cũng từ từ thay đổi quen thay luôn. Thay đổi luôn. Dạ. Nay là hai đứa sống nhau được bao lâu rồi? Dạ hơn một năm thôi. Cũng mới, nhưng mà thật sự là con rất là nể ảnh. Bởi vì con là một người khá là hòa đồng, nên là hay thích đi chơi, ăn diện, rồi cà phê với bạn bè chụp hình. Nhưng mà từ khi quen ảnh là con ở nhà, con giống như là trở thành một người vợ, một người nội trợ thật sự luôn. Nhưng mà con còn trẻ quá mà. Tự nhiên cái sáng thì 6-7 giờ sáng dậy là cùng ảnh tập thể dục, rồi đọc sách, rồi học thêm tiếng Anh. Rồi nói chung là đợt dịch 4 tháng vừa rồi á, nếu mà cặp vợ chồng á, mà ở chung lâu với nhau hoặc là bên cạnh nhau 24/24 á, thì sẽ lòi ra rất là nhiều tật xấu. Nhưng mà ảnh cho con mỗi ngày mỗi cái thú vị khác nhau. Giống như mới tối hôm qua luôn, là trời đang mưa, nói chung là không có lớn, anh muốn chạy bộ, em phải chạy bộ với anh 1 tiếng đồng hồ, chạy bộ ngoài mưa vậy đó. Xong rồi cái lên sông hơi, có hồ bơi nữa, thì khoảng từng 45 phút, ảnh nói là trong cái thời gian mà giống như là nó khắc nghiệt á, nó mưa dạng ít người chạy, nhưng mà mình chạy xong á, tự nhiên mình hạnh phúc, bởi vì mình vượt qua được điều đó. Xong rồi ảnh có cái thói quen là cứ hễ 10 phút sông hơi là phải chạy nhảy xuống hồ bơi liền 10 phút nữa. Rồi xong lại lên, lại vô cái phòng sông hơi, nóng là nóng luôn, và lạnh là lạnh luôn. Thì ảnh có nói là ở bên Nga là người ta, khi mà người ta hoạt động như vậy á, người ta rất là sợ vì mình sợ mình không có vượt qua được á. Người ta hay lo lắng, nhưng mà khi mà người ta vượt qua được rồi thì mình lại cảm thấy hạnh phúc, yêu đời hơn. German, you say when you live in Russia, someone really like hot and then change cold, right? You like sauna 10 minutes and then you change one swimming pool 10 minutes, right? Yeah, yes. It's so popular activity in winter. First need sauna, maybe 20 minutes. And after you go swimming winter, but so cold, ice. Yeah. For healthy. Yeah. And after you so happy, so comfortable, because first hot, after so cold, and your body comfortable. Look, you live here for 4 years. Yes, around 4 years. 4 years. Yeah. You miss your parents. Sorry. You miss your parents. Parents. Mm-hmm. Yes, of course. But my mother 2 years ago come to Vietnam, and she lived in Nha Trang. Nha Trang. Yeah, and we met so many times when I worked in tourism. Yeah, but now, I wanna meet with my parents. Maybe soon we go with my girlfriend in Bui to the Russia. Yeah, and I am introduced to my parents. Tụi con có định là về Nga ở không hay là ở đây? Bạn này là bạn ở thành phố nào? Dạ. Chắc là phải hỏi ảnh thôi, không nhớ rõ là where you live in Russia, what's the name city? Siberia. 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 Do you know Moscow? Around
5 hours by plane. 5 hours. Năm tiếng đồng hồ. Yeah. From Moscow to my home, 5 hours. Ủa như vậy là tụi em là đã đăng ký kết hôn rồi. Dạ, đúng rồi, đang trong quá trình làm giấy kết hôn. Tại vì ảnh là người nước ngoài á, nên là có nhiều trục trặc mình cũng phải đợi nữa. Như vậy là, nhưng mà là em, ảnh đã ra mắt bên gia đình em chưa? Dạ rồi. Xong hết, dạ, em cũng vậy luôn. Dạ, nói chung bây là bây giờ là chỉ kẹt cái đám cưới thôi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Là chỉ tại vì dịch. Dạ, đúng rồi. Là hai đứa là định ở đây, có định là qua Nga sống không? Tụi con cũng không biết tương lai như thế nào nữa. Nói chung là thuận theo tự nhiên thôi. Nếu mà sống ở đây được á, thì tụi con tiếp tục. Còn không thì tụi con có thể di chuyển qua. Nhưng mà bố mẹ có đồng ý, bố mẹ của Đức á, có đồng ý cho Đức gọi là phát triển ở đây không? Dạ có, tại vì người nước ngoài họ thoải mái lắm. Cái đó là do quyết định ở bản thân thôi, chứ không có khó khăn gì hết. Dạ. Rồi thôi bây giờ rồi, tới cái phần kia đi. Sao chị ơi, em thấy nó bất ổn quá chị. Tại nãy giờ thấy Thịnh á, thấy Thiền á, toàn là khen Đức không. Thì đó, bởi vì bây giờ mới hỏi nè. Càng ngày lúc ở với anh nó càng thấy rất là thích. Cái gì nãy cũng tốt hết trơn hết trọi. Rồi vậy là anh này có tật xấu gì không? Dạ, cũng có. Nhưng mà nếu mà nói về tật xấu thì cũng không hoàn toàn nữa. Mà bây giờ con muốn chuyển qua là cái tật nó lạ lùng. Lạ lùng đi. Là anh này á, nhìn thì 26 tuổi nhìn chững chạc lắm nha. Nhưng mà khi mà về nhà rồi thì như một em bé vậy đó. Như con nít vậy đó. Không, cái mặt cũng như nít vậy đó. Dạ đúng rồi. Thì ở ngoài thì cũng tỏ vẻ là lãm. Nhưng mà khi mà về nhà cái là giống như là con là chị để chăm em vậy đó. Thí dụ đi em, thí dụ điển hình đi. Điển hình chắc là con sẽ hỏi ảnh để cho ảnh diễn tả luôn. Nếu mà ảnh không ngại. Giống như là bây giờ mỗi lần mà con hung ảnh vậy đó. Thì how did you react when I kissed you? Sometimes I'm cry. Can you react? But it's cry because I'm happy. Tự nhiên cái hung ảnh, cái ảnh miếu máu xong ảnh tự nhiên like cái con like it, yes. Dạ, xong mà lúc mà đòi ăn á thì chỉ vô bụng, hey, when I eat, hey, when I eat. Cái giọng á không còn như vậy nữa mà tự nhiên chuyển thành một con nít luôn. Sao sao reaction? Example. Actually, yes. But when we go to market and in Bui, so many times, can you buy for me? I want to eat like this. Can you buy for me coconut, chocolate? And empty, you? Empty. And you? Yes, but I'm at home. And when you react, can you react when you hungry? Oh, I wanna eat. Yeah. Xong rồi yeah, so funny. So funny. Dạ đúng rồi, tại like vì it. Khi mà nói chuyện với nhau á là không có nói chuyện bình thường nữa mà tất cả mọi thứ luôn, lúc nào cũng vậy hết, là bắt đầu chuyển thành giọng con nít luôn. Nhưng mà con lại thích, bởi vì chỉ có khi yêu thôi là người ta sẽ bộc lộ hết cái cảm xúc của người ta, có thể là người ta muốn mình trẻ hoài. Dạ. Thì lúc nào cũng nói cái giọng đó hết, nhưng mà con thấy dễ thương. Dạ. Với lại mình được làm chị. Dạ, còn gì lạ lùng nữa không? Dạ có. Chồng là... có ghen không? Có. Trời ghen lắm một hả? Lần ghen mà em cảm thấy như là tại sao anh lại suy nghĩ nhiều quá. Tại vì lúc đó là bạn của em có rep story em là nhìn sexy quá. Thì ảnh em để điện thoại ở đó thôi, thì bạn em rep thì ảnh nhìn thấy ảnh mới ảnh mới im lặng. Thì em cũng nghĩ là bạn em trả lời thì thôi, tối hôm đó cũng mà đi ngủ. Xong tự nhiên cái ảnh lén lấy điện thoại em, bởi vì điện thoại của cả hai là đều biết password hết, không có che giấu gì hết. Thì ảnh mới lấy, thì thà như người ta thì mình đi ra chỗ khác mình ngồi, thì mình muốn kiểm tra thì kiểm tra, không em đang ngủ cái màn hình sáng trưng để trước mặt em luôn. Cái xong em bị nhói mắt quá, em mới mở mắt dậy. Thì mới thấy, ủa tại sao anh cầm điện thoại của em? Xong rồi em mới thấy ảnh dịch, xài Google dịch. Thì ảnh mới dịch cái câu đó ra, thì mới nói là tại sao em lại lén lút anh nói chuyện với một người như vậy, em muốn cái gì? Thì em mới nói là tại sao cái lúc mà anh thấy cái tin nhắn đó anh không nói chuyện với em luôn đi. Ảnh mới nói là thì tại vì anh không có biết chuyện gì xảy ra, nên là thôi, anh không muốn gây nhau. Nhưng mà ảnh vẫn hiểu lầm em.
Bởi vì cái đó cũng như là một cái lời khen, nhưng mà tại vì nhìn hơi chào mời xíu đó, hơi có tính chất riêng tư xíu đó. Thì em mới nói là anh không tin em á thì em sẽ nhắn tin ảnh hỏi bây giờ liền, ảnh còn online kìa. Là em nói là anh ơi, anh bạn trai em đang ghen nè. Xong mà ảnh mới nói là trời ơi, em phải nói lại á với lại chồng của em á là không phải đâu, anh thích chồng của em hơn em đó. When you jealous or when you saw someone read my story, you look so sexy. You remember? Oh yeah. But he like you, not like me. Okay. Okay. I got it. Okay. You chose. Like you, not like her. Beautiful. Chỉ là cái chuyện đó thôi đúng không? Thôi coi như là chỉ có một cái tật là ghen thôi. Còn nhưng cái gì cũng dễ thương, cũng đáng yêu hết. Phải ghen chứ em. Trời ơi, vợ xinh như thế nào cũng không ghen sao được. Vợ xinh mà đẹp mà giỏi như vậy là phải ghen thôi. Bây giờ cưng hỏi đi. Cưng hỏi Đức đi. Nói bây giờ em có cái tật xấu gì? Kể đi. Okay, what do you dislike me when we live together? Or maybe I'm jealous. Or maybe something. Okay. Usually it relate with food. Yeah, because sometimes she eat Vietnamese food with strong smell. Strong smell bánh tráng trộn. Món đó là món khoái khẩu của các chị. Oh my god. You don't, it's you don't so like hard it. For me. I don't understand. She likes to add so many sugar everywhere. Every time I say chup chup sugar, chup chup, but so many every time. Coffee, tea, food. You don't like sugar? A little bit. Mm. Sometimes. Mm. Not every day. Mm-hmm. When you remember, I'm jealous. When maybe you talk to another girl or you look picture another girl, and how I feel, you remember? Yes. sometimes I scroll Facebook or and some girl, and I just text with my friend, and she pay attention, and who is it? Why you text with her? But I say is just my friend. We worked before together. Em ghen luôn. Vậy là con cũng ghen hả? Đúng không? Dạ. Con cũng ghen. Đâu cái đó là sao đâu. Okay. Trời thần đất lỡ chứ đâu có thua gì ai. And when we dispute, misunderstanding, she gets angry. She starts speak Vietnamese a lot. But I don't understand. But blah 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 blah. actually, I'm really like because it's so cute. And after she gets angry more. Điên hơn. Dạ. Tại con nói tiếng Việt nhiều quá. Là gây lộn mà nghe tiếng Việt không? Dạ đúng rồi. Cái bất đồng ngôn ngữ là cũng từ đó luôn. Là khi mà mình giận dữ á, mình không có bộc lộ hết được tiếng Anh. Tiếng Việt nó làm cho mình giải tỏa được cơn giận á. Thì con hay nói tiếng Việt lắm. Xong rồi con nói hồi cái ảnh nhái lại. Ảnh nhái, how did you react when I speak too much Vietnamese? You remember when I talking? Yes, I say, oh my donut. Some words. I remember around 5 words. Ki yay, tai oi, sao. Sao and Homa. Dễ thương ha. Rồi giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì không? Dạ. Thì nếu mà nói về thay đổi thì tại vì ảnh có nhiều nguyên tắc mà tụi con có nói chuyện với nhau ngay từ đầu khi mà ở chung với nhau rồi á, nên là tụi con thay đổi luôn qua ngày hôm sau. Ảnh là cung Bạch Dương là thích tạo bất ngờ, còn con là xử nữ là linh hoạt thay đổi được. Nên là con cũng thấy đúng, tại vì ảnh nói ra ảnh không thích thì con sẽ thay đổi, giống như con ngược lại luôn, thì thay đổi nhanh lắm.
tụi con không có muốn bị bất đồng về văn hóa nữa đâu. Tại vì hai người đã biết là hai văn hóa khác nhau thì rất là khó trong cái việc mà sống chung. Nên là nếu mà nói thì con thích ảnh hiện tại và con không cần thay đổi gì hết. Thì thì đó, ảnh perfect quá rồi, thay đổi gì nữa đúng không? Dạ, có những cái tật xấu hoặc là tật lạ lùng nhưng mà con yêu rồi. Đáng yêu. Dạ, con cảm thấy nó trở thành cái điều đáng yêu luôn. Gia vị cuộc sống đáng yêu á. Gia vị cuộc sống luôn đó em. Dạ. Rồi vậy giờ con hỏi đi, con nói Đức là muốn con thay đổi điều gì không? Do you want I change something? Actually no, I like her personality. Okay. Yeah. She changed I think enough for me. So comfortable and I love her who is she? I love her. Yeah. Okay. Vậy thôi, giờ chương trình chỉ biết chúc tụi con là sẽ hạnh phúc hơn như vậy nữa. Tụi con muốn có em bé chưa? Dạ, con cũng chưa có nghĩ tới từ đó. Tại vì hai tụi con đang muốn phát triển sự nghiệp cùng nhau á. Nên là cũng muốn tập trung công việc trước. Đúng rồi, biết còn nhỏ mà, con còn nhỏ lắm, chưa cần thiết. Đúng không nè, thôi tụi con cứ enjoy cái cuộc sống này đi. Enjoy cái hạnh phúc này đi nha. Chúc tụi con lúc nào cũng hạnh phúc, cũng may mắn. Good luck for you. Kết hợp với nhau thực hiện một cái dự án gì đó chung, chẳng hạn như là thực hiện một cái trường đào tạo người mẫu chẳng hạn. Anh sẽ gửi con anh đi học. Xin cảm ơn các em. Thank you very much. Xin cảm ơn.